Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm dành cho xe 3 bánh, 4 bánh, xe điện và máy xăng. Ở video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn chọn bộ một cái bộ phụ tùng sử dụng cầu trục các đăng và động cơ điện. Loại này là loại chuyên tải, tốc độ không cao nhưng mà sức kéo thì rất là khỏe và bền. Với lực kéo có thể lên đến 700 kg hoặc là có thể hơn. Tất cả đều đầy đủ phụ kiện. Riêng cái phần máy sạc ắc quy thì bên mình chưa đưa vào trong sản phẩm bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái dung lượng bình ắc quy mà khách hàng sử dụng. Bình to thì dùng sạc to mà bình bé thì dùng sạc bé. Bộ sản phẩm này là sản phẩm dạng đồng bộ. Hệ thống lái thì đầy đủ. Cụm công tắc điều khiển. Phần đèn điện chiếu sáng thì bên mình chưa đưa vào trong sản phẩm. Nó chỉ giá khoảng 300-500 nghìn đầy đủ đèn đóm. Và 170 nghìn một đôi đèn pha và 190 nghìn một đôi đèn hậu là hết. Thêm mà còi nữa là đủ. Ở trong bộ này thì tôi chỉ đưa vào đây là một cái đồng hồ điện thôi. Đồng hồ để báo điện còn hay hết. Toàn bộ cái bộ sản phẩm này bao gồm một cây cầu trước, một cây cầu sau. Sử dụng 4 lá nhíp hết. Nhíp của bên mình đang sử dụng là nhíp 5 lá. Sau đây mình sẽ đi chi tiết từng cái sản phẩm một. Cho các bạn tiện theo dõi và cụ thể hơn. Trước tiên mình xin giới thiệu về cái trái tim của cái hệ thống này. Đấy là cái động cơ 60V 1000W. Nó được sử dụng lối trục các đăng với cái cầu này. Bản thân cái cầu này nó đã là một cái hộp số giảm tốc với tỷ lệ là khoảng 13/37. Kết hợp với cái động cơ này, nó có tỷ lệ giảm tốc là còn 600 vòng trên phút. Động cơ là 60V 1000W. Khách hàng có thể lựa chọn loại công suất lớn hơn. Riêng đối với cái dòng động cơ này thì trên thị trường hiện nay thì thường mới chỉ chạy đến cái dòng động cơ có chổi than. Nó rất là rẻ. Đấy, nhưng nó không bền và ăn điện thì nhiều. Còn cái dòng động cơ ở đây là động cơ của mình là nó không xài chổi than. Hoàn toàn không sử dụng chổi than, hiệu suất rất là cao, ăn điện thì lại nhẹ và khỏe. Đấy, động cơ nó rất là to các bạn nhé. Những cái động cơ 1000 chổi than thì nó không thể to bằng con này được, nó sẽ bé hơn. Nhưng đây là dòng đời cao, đi không sợ mưa, nước, không phải lo nghĩ. Nếu như ngập thì không chịu được, còn nếu mà đi bình thường là nó không có chổi than cho nên các bạn không phải lo đến bảo trì bảo dưỡng. Đấy, đây là dòng ưu điện vượt trội của nó. 4 bánh được mình trang bị cho cái bộ này là 4 bánh 400-12. Đây, 400-12. Tải trọng một bánh này là 290 kg. Mắc loát 290 kg đây. Đấy. Đối với bộ nhíp thì mình sử dụng nhíp dài 80 cm, bản rộng 5 và chiều dày một lá nhíp là 7 mm. Nhíp này có thể chịu tải là 8 tạ, tổng tải là 8 tạ. Nếu như các bạn có nhu cầu lớn hơn thì có thể độn thêm lá nhíp hoặc là thêm giảm xóc vào. Và phụ kiện của nhíp thì rất là đầy đủ luôn. Đây mình không đưa vào trong bộ này vì nó sẽ làm cho cái hình ảnh của mình nó bị rối mắt. Nhưng các bạn lưu ý là mình có cả phụ kiện nhíp luôn cho các bạn. Đấy, ốc nhíp, tai nhíp. Nói chung là không phải gia công bất kể một cái gì ở hạng mục nhíp này cả. Chỉ việc hàn lên khung thôi. Đây là phần trục các đăng. Trục các đăng này là trục các đăng rất là to. Nó to hơn rất nhiều so với cái trục thông thường. Đây các bạn có thể xem đây một cái trục các đăng thông thường này. Nó bé. Còn với bộ trục các đăng này nó rất là to. Cho nên về khả năng chịu là rất tốt.
chịu tải rất tốt. Cây cầu là hiện tại đây là cái cầu 97 cm. Đây là toàn bộ cái phần phụ kiện phanh chân, phanh tay. Đây là phần phụ kiện của nó này. Đấy, cách kết nối một cái chân phanh ra hai bánh đằng sau như thế nào thì mình sẽ làm một cái video khác. Nhưng mà các bạn sẽ chú ý theo dõi ở cái mục đấy. Nhíp này của mình là nhíp xịn các bạn nhé, không phải nhíp Trung Quốc. Nhíp tàu thì nó thường rất là cứng, còn nhíp này nó nhíp dẻo. Đây, các bạn có thể tham khảo mình nhíp APM này, nhíp dành cho ô tô đây, nhíp xe ô tô. Đó là tem nhãn rất là hợp chuẩn, đây là rằng hàng tem liên doanh của Việt Nam. Đấy, có khu công nghiệp Bình Dương. Nhíp này chuyên lắp trên những cái dòng hãng nổi tiếng như cái dòng Suzuki, nó cũng có thường sử dụng đến cái dòng nhíp như này. Đấy, giá của một bộ nhíp hai cái như thế này cộng phụ kiện là bên mình đang bán trong cái bộ này là 1,2 triệu. Đây là hệ thống vô lăng đầy đủ công tắc. Đấy, đây là công tắc đèn dừng khẩn cấp này. Đấy, đèn còi xi nhan này. Đây là đèn pha này. Vô lăng này có đường kính là 37 cm. Đây là một cái đồng hồ báo điện này, 48V, 60V. Đây là hệ thống thước lái và cầu trước. Cầu trước này. Và mình cũng làm mô phỏng ở trên cái này thôi. Còn cái phần ống lối từ bên này qua bên cầu kia là khách hàng về tự lối đấy. Bên mình chỉ cung cấp đến cái phần mayer này thôi. Cái phần muối hàn đây là khách hàng về tự hàn với cái ống này là cái ống 60. Mua cái ống dày ly 9 hoặc là 2 ly 1 là được. Đây là phần rô tin ống lối và thước lái. Cái thước lái này thì các bạn có thể bố trí lệch cũng được. Rất là dễ thôi. Dễ làm. Phần cầu trước này nó sử dụng bi đũa cho nên là khả năng chịu tải của cái cầu trước này có thể lên đến hơn 2 tấn không vấn đề gì cả. Đấy, các bạn nhớ nhé, cái cầu này nó có một loại là dùng bi và một loại là dùng bi côn và một loại dùng bi cầu. Thì cái cầu này của mình là cầu sử dụng bi côn cho nên là bi côn bi đũa đấy, cho nên là sức tải của nó rất là cao. Còn như thế này nhưng người ta đóng bi cầu thì giá nó rẻ hơn nhưng mà sức tải còn kém. Đây là bộ điều khiển. Bộ điều khiển này dòng rất là cao, dòng 55A. Đấy, nó có loại như thế này hoặc là loại vỏ nhôm. Thì các bạn thích dùng loại nào thì dùng. Đây là bộ chân ga. Chân ga các bạn có thể xem trong video của mình có 3 loại, 4 loại chân ga. Hiện tại đến bây giờ là có 4 loại chân ga khác nhau các bạn có thể lựa chọn. Đây là tay đảo chiều. Đảo chiều cũng có 3 loại khác nhau. Các bạn có thể xem một cái video trước. Chọn cái bộ phụ tùng như trong video này thì có giá là 14.500.000 đồng. Các bạn có thể nâng cấp bánh sau lên thành bánh 500-12 hoặc là thay đổi công suất động cơ hay là giá cả khác nhau thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp, bên mình sẽ tính lại giá theo cái từng nhu cầu của khách hàng. Hoặc có thể sử dụng động cơ chổi than cho nó rẻ cũng được. Trong bộ này là bộ của 1000W, 48V hoặc 60V, tùy chọn khách hàng, giá tiền là như nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của video của mình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ và nhớ nhấn vào cái biểu tượng chuông.
để có nhận được thông báo mới ngay khi video mới ra. Các bạn lưu ý thì trên thị trường hiện số có một số cái kênh người ta lấy tên giống kênh của mình, nhưng mà video của mình thì luôn luôn sử dụng số điện thoại là 0983818955. Các bạn có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp với số điện thoại đó. Với những video không phải số điện thoại như mình vừa nói thì các bạn lưu ý tất cả video của mình đều để số điện thoại của mình là 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.